mình sắp cho bạn ăn nè, Pu ơi. Hai Yoshi. Bạn đang nói hả? Gì chứ? Hai Yoshi. Hai. Ôm nào. Mình đói quá. Bụng mình réo nãy giờ rồi. Để mình tìm gì đó cho bạn ăn nha. Chuyện gì vậy? Pu, mình đem đồ ăn cho bạn nè. Pu. Trời ơi, Pu bị giết rồi à? Long hả? Có lẽ kẻ giết người đã để lại dấu vết. Để xem nào. Cái gì? Khát nát. Ô, khát nát. Con mèo xấu xa. Bạn đã giết Pu. Đi theo mình nào. Nếu bạn là kẻ giết người, mình sẽ tìm cho bằng được. Ok. Bây giờ vào phòng tra khảo đi. Để xem nào. Nghi phạm khát nát. Thú nhận đi. Bạn là kẻ giết người. Chuyện gì vậy? Mình đang ở đâu đây? Bạn có nhận tội không? Không, mình là cảnh sát mà. Cái gì? Cho nên mình sẽ là người đặt câu hỏi. Hu. Ồ, nhìn ác mộng quá à. Hiểu rồi. Mình sẽ xử lý việc này. Bạn giúp mình một tay nha. Ok. Giờ thì bỏ cái giá vẽ này xuống và dùng nó làm bản bằng chứng. Bạn thấy được không? Được lắm. Bây giờ chúng ta sẽ điều tra vụ án mưu sát Pu. Hãy phong tỏa hiện trường vụ án. Pu tội nghiệp. Kính lúp mèo của mình sẽ giúp cho chúng ta. Thú vị quá đi. Một cái găng tay màu vàng. Kẻ giết người chắc chắn đã dùng nó. Nhìn nó quen lắm. Kẻ giết người đang ở gần đây thôi. Không, không. Có rồi. Nghi phạm hất ghi quốc ghi. Gì chứ? Không phải mình. Mình thề mà. Cười lên, nhe răng nào. Trợ lý, treo nó lên bảng đi. Sẵn sàng. Có ngửi thấy mùi nhà tù hay không? Khoan đã, nghe mình giải thích đã. Chuyện là như vậy nè. Mình chỉ bị rơi khỏi kệ thôi. Ai vậy? Hớt ghi hả? Áo, đầu của mình. Mình chóng mặt quá đi. Hai, mình là Hớt ghi. Xin chào, mình là Pu. Chơi không nè? Mình ăn cái này được không? Bong bóng đổ rồi. Thôi xong, đừng khóc mà. Nhìn nè, bong bóng yêu thích của mình. Không sao cả. Wow, trời ơi, cảm ơn nha. Chuyện chỉ như vậy mà thôi. Mình nói thật mà. Mình thật sự không tin bạn. Mình đang nói thật mà. Thật ra, Yoshi phải dọn dẹp chỗ này mới đúng. Bạn là thanh tra y tế hả? Cũng giống như vậy đó. Vậy để mình kiểm tra. Vàng, trắng. Mình đã nói rồi mà. Cũng lạ thật. Mà bạn vô tội. Xóa tên hớt ghi ra đi. Vâng. Xong rồi. Ô, nặng quá à. Nhưng khi nhìn thấy chàng crush của mình thì mọi thứ lại dễ dàng ngay. Mình sẽ cứu bạn, Yoshi. Nó nặng thiệt luôn á. Hớt ghi, giúp một tay đi. Nhanh lên, làm ơn đi. Chờ một chút, kéo nha. Yeah, cảm ơn cấp. Tăng sức mạnh. Ngon quá. Hớt ghi, nhanh lên. Nhìn mấy cơ bắp này đi. Tuyệt lắm. Bắt tay vào việc đi. Dễ ợt. Dễ như ăn bánh. Yeah, tất cả an toàn rồi. Đi nào Hớt ghi. Để cảm ơn bạn đã cứu Yoshi, mình sẽ cho bạn làm trợ lý của mình. Đây là công cụ của bạn. Sử dụng tốt nha. Cẩn thận chứ. Để xem nào. Để xem có gì ở đây đây. Chuyện gì vậy? Nhân danh luật pháp. Cấm nhúc nhích. À ha, Hobby. Một bức vẽ của Pu. Bạn bị buộc tội giết người. Bọn mình phải thẩm vấn bạn ngay bây giờ. Có chuyện gì vậy? Đừng vào mắt mà. Nghi phạm Hobby. Hobby, mình quá thất vọng về bạn. Nhưng mình có làm gì đâu. Vậy thì bạn giải thích chuyện này đi. Đây là kiểu hình vẽ gì hả? Không phải như bạn nghĩ đâu mà. Chuyện là như vậy nè. Pu đã vẽ bức tranh này cho mình. Đột nhiên, cô nàng thấy đói bụng. Rồi chợt nhớ ra có thể còn có gì đó trong hộp. Mình sẽ lấy cho bạn ăn. Pu, nhìn nè. Món đặc biệt đó. Nhưng nó là giả mà. Xin lỗi, vậy tìm tiếp đi. Có lẽ bạn nên ăn nhẹ món dishgush. Hình như điện yếu. Nhìn kìa. Cái gì vậy?
đồ ăn hả? Không, nhìn nè, bức ảnh dễ thương quá. Nhưng mà đồ ăn đâu? Chào mọi người. Vậy là chúng ta không phải tưởng tượng rồi. Không, Hoppy, bạn đâu rồi? Còn bữa trưa thì sao đây? Người sẽ không phải đói nữa. Có lẽ không cần làm vậy đâu. Đóng rương lại, có bữa ngon miệng rồi. Ta sẽ ăn thịt ngươi. Phiên bản thú vị đó nha. Ô không, sau lưng kìa. Xin chào. Ai? Cấm nhúc nhích, tội phạm kia. Đúng là ác mộng mà. Ý bạn là tội phạm đáng yêu hả? Cười lên, sẵn sàng. Vậy đủ rồi. Ngồi xuống đi. Thú nhận đi, bạn giết Paul phải không? Không bao giờ. Mình làm rơi cái cơm ba ở đâu đó. Mình không thể sống thiếu nó được. Hoppy đang cố cho Paul ăn, nhưng cô nàng không thích món nào cả. Mình đã chào họ và hỏi hai bạn có thấy cơm ba của mình không. Đúng là mèo con nhút nhát. Miss Circle vô tội. Ồ, cái gì dưới gầm giường vậy ta? À ha, ném qua đây đi trợ lý. Của bạn nè, báu vật của chị. Chị nhớ em nhiều lắm. Đừng bao giờ rời xa chị nữa nha. Như vậy cũng tốt rồi. Nhưng ai mới là kẻ giết người ta? Khát náp, mình tìm thấy manh mối quan trọng nè. Nhìn đi, là một quả táo. Đây nè, mình đang lần theo dấu của nó. Giỏi lắm, Huggy. Theo dõi nó đi. À ha, Josie. Huggy, cô nàng chỉ đang ăn trưa thôi mà. Đừng phí thời gian của mình nữa. Xin lỗi, cảnh sát. Bạn đi xa quá rồi đó. Mình no bụng quá đi. Còn mình thì chán quá đây. Mình sẽ kiểm tra thi thể. Xem nào. À ha, lông đỏ. Một mảng lớn luôn. Mình sẽ giữ nó làm bằng chứng. Nhưng của ai ta? Tất nhiên, khớp 100%. Đi theo mình. Thú nhận đi, bạn chính là kẻ giết người. Làm gì mà la hét dữ vậy? Mình vẫn chưa bắt đầu đâu. Ồ, mà để làm gì? Vì bạn để lại lông tại hiện trường vụ án. Cười lên nào. Nhưng đó không phải mình mà. Đưa cậu ta vào danh sách nghi phạm đi, Josie. Ok, sếp. Đất đây là nghi phạm mới. Thú nhận đi. Sao bạn lại giết Paul hả? Khách náp, có việc gấp. Chuyện gì nữa đây? Đi thôi, mình đã kiểm tra thi thể. Mình nghĩ cái này chắc chắn sẽ hữu ích cho cuộc điều tra của chúng ta. Vì chuyện này mà bạn lôi mình ra khỏi cuộc thẩm vấn hả? Nhìn vào phần còn lại của nó kìa. Xin lỗi, sao cũng được. Chúng ta nói tới đâu rồi ta? Bạn có giết Paul không? Không, chắc chắn là không rồi. Vậy thì bạn chứng minh đi. Quá dễ, nhìn nè. Mình đang nhảy với Paul. Đỉnh quá à, đất đây. 1, 2, lắp không nào. Cảm ơn bạn. Tiền là phần thưởng thiết thực nhất. 10/10. Sao mình hứa quá vậy? Đúng là ác mộng mà. Paul, chuyện gì vậy? Lưng của mình ngứa quá, gãi giúp mình với. Đã quá đi. Bạn rụng lông nhiều quá. Yêu, đầy bỏ chét luôn nè. Mình biết phải làm gì rồi. Tạo dáng, di chuyển. Mình vẫn còn ngứa, không ít gì rồi. Vậy thì, hãy làm theo cách truyền thống đi. Làm sao? Cảm giác như mình là một con người hoàn toàn mới. Hu, ai đã làm chuyện này với bạn vậy? Mọi người ơi, đừng khóc nữa. Không có tội. Vậy thì là ai chứ? Điều này đang đi vào ngõ cụt rồi. Khoan đã, tóc của Hu có gì nè? Nhìn nghi quá. Có bao nhiêu sợi này vậy? Wow, nhưng nó ở đâu ra ta? Bạn hả, khát náp? Ồ, không. Rồi chúng ta sẽ biết. Giờ mình sẽ thẩm vấn bạn. Chỉ là hiểu lầm thôi. Bạn có phải hung thủ không? Mình sẽ kể hết mọi chuyện cho bạn nghe. Hu đưa mình ra khỏi kệ. Dễ thương quá đi. Xin chào, mình là Khát Náp. Mình là Hu. Ồ, nhìn nè, mình có cái này cho bạn. Thích không? Mình thích chơi sợi len lắm. Mình chơi trước nha. Chụp nè, như vậy được hơn nè. Hu, Hu ơi, cái gì đây? Sao cảm thấy nghi ngờ vậy ta? Hu, bạn đâu rồi? Ngươi là ai vậy? Không, chuyện là như vậy đó. Mình không tin cho lắm.
Chờ chút, mình sẽ đi tìm xung quanh. Không thể nào, là cái găng tay đó. Lại đây với Josie nào. Thấy quen không? Ôm chính là nó. Mình đã nói rồi mà. Được rồi, vậy bạn dẫn dắt tiếp cuộc điều tra này đi. Nè, để nó vô phần còn lại của bằng chứng đi. Ủa, cái gì đây? Ken hả? Khách nát, xem cái gì nè. Đưa đây cho mình. Ken hả? Ông luôn có vẻ nghi ngờ với tôi. Mà cái gậy của ông đâu? Nằm yên đó, cấm nhúc nhích nha. Cái gì đây? Cây gậy nè. Ồ, thôi nào. Ông định đi đâu vậy? Có phải đang tìm cái này không? Nhưng không nhân gì cả. Chúng tôi sẽ bắt giữ ông, Ken. Cái gì? Tại sao chứ? Ông giết Paul đúng không? Nói chi đi. Để rồi xem. Ken, chuyện gì vậy? Ta-da! Ta chỉ đang diễn ảo thuật cho Paul xem mà thôi. Wow, tuyệt quá à. Cảm ơn, bạn là khán giả tuyệt vời nhất. Cho xem thêm một màn nữa đi. Có ngay, bông hoa cho cô nàng xinh đẹp. Wow, bất ngờ quá à. Còn đẹp nữa chứ. Vậy cái này thì sao? Còn đẹp hơn nữa. Là bao nhiêu đây? Không thành vấn đề. Thôi mà Ken, trò đùa đã thành công. Tôi sẽ cho ông xem một màn. Ê, của ta mà. Trả lại đây. Không nha. Hô, ta. Gì vậy trời? Lại nhầm nữa rồi. Ken vô tội. Vậy ai mới là kẻ giết người chứ? Lỡ như mà. Khách nát, mình tìm thấy bằng chứng mới nè. Giỏi lắm. Của bạn nè, Josie. Nó là của cái gối đó. Lo học đi, hất ghi. Đi nào, Josie. Lại bắt đầu nữa rồi. Chạy đi. Wow, đây là đâu nhỉ? Chuồn đi. Đầu của mình. Cô ấy đang tới, nấp lẹ đi. Tưởng chạy thoát được cô à? Mơ đi nha. Cô nên bắt đầu từ ngôi nhà nào nhỉ? Cái này đi. Tha cho nhà em đi. Xem đây. Thật rùng rợn. Cô ấy sắp phá hủy nhà của mình rồi. Giúp với. Nè nha, giờ thì đố em chạy thoát được. Đầu mình sắp vỡ ra rồi. Chào Hoppy. Ui là trời. Em bị bắt rồi nha. Mình sẽ đi đâu về đâu đây? Đi với cô nào. Nó không thích hợp với em đâu, cô biết mà. Chúc mừng nha. Em đã trở thành tác phẩm danh dự đầu tiên trong bộ sưu tập của cô. Trời ạ, mình lo quá đi mất. Làm sao thoát khỏi đây nhỉ? Có đủ chỗ cho tất cả tụi em đấy. Xin lỗi nha, cô phải đi đây. Khách nếp, cậu đang làm gì ở đây vậy? Nhà của mình mà. Cô đi lại gần tới đây rồi. Không thấy gì cả. Nhà bên cạnh chắc hơn nhà này. Duyệt, mình sang trốn bên này vậy. Cậu qua đây làm gì? Hết ghi, mình sẽ trốn cùng cậu. Sao ai cũng trốn ké đây hết vậy? Nhà này có bộ ọp ẹp ha. Càng ngày càng khó chịu. Đủ lắm rồi. Mình phải đi đây. Mình không ở đây một mình đâu. Khách nát, trả nhà cho mình. Chật chội rồi. Đúng ra thì cậu phải rời khỏi nhà mình chứ. Không, mình nói lại, cậu đi đi. Au, dừng lại đi. Ủa, là cô ấy. Cô đi lại. Hất ghi, cậu tới kìa. Trốn đi. Các em đang ở đâu vậy? Có ai ở đây không ta? Không có ai cả. Còn bên này? Ô không, ô không, ô không. Hmm.
chọn ngôi nhà nào trước nhỉ? Cô sẽ quyết định. Tha cho em đi. Căn này. Hả? Không. À! Có cách làm sập ngôi nhà nhanh lắm. Oh yeah. Xong. Để xem ai nấp dưới đống đổ nát này nào. Lạ thật. Chả có ai. Tụi em làm cô phát điên rồi đấy. Yeah. À, tiêu tụi mình rồi. Mình cần thuốc nổ. Tuyệt vời. Ngôi nhà sẽ tan thành mây khói cho mà xem. Không thể nào, đừng đốt mà. Boom. Gì chứ, lại công cốc nữa rồi. Thôi bỏ đi, mình còn kế hoạch B. Các em không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì đâu. Ôi trời. Cô sẽ tìm ra ai trong tụi em là người nhột. Chúa ơi, coi chừng đấy. À! Này, ai trốn trong đây vậy? À, nhột quá à. Thôi đi, em nhột quá rồi. Thêm một tên nữa. Làm ơn đừng mà. Hoppy, đây là đâu vậy? Chơi vui vẻ nha, cô sẽ quay lại ngay. Cô đi lai đi rồi, mình phải gọi cầu cứu thôi. Phew, được rồi. Một đám mây. Thêm đám mây nữa. Đẹp quá à. Không có ai cả. Đây là cơ hội của tụi mình. Chạy đi. Chờ đã, mình có cách rồi nè. Gì vậy? Ý là tụi mình nên chuồn thôi. Mình làm nhanh thôi mà. Cậu đang làm gì vậy? Tụi mình gấp lắm rồi đó. Ta-da. Hả? Cắt hình từ bìa cứng. Ồ, cảm ơn nha. Nó sẽ cản trở cô đi lai thêm một chút. Giờ thì lượn thôi. Thật sao? Ờ hả? Đây rồi. Cái gì? Chúa ơi, bìa cứng mà. Mình là trò cười của bọn chúng hay gì? Thành công rồi, tụi mình đã làm được. Nhưng mà vẫn là trốn tìm. Ở cấp độ tiếp theo thôi. Hình như tụi mình nên trốn kỹ hơn. Thật ra mình vẫn thấy cậu rõ mồn một đó nha. Ow. Chắc tụi mình phải trốn kỹ hơn thôi. Đây là cách nè. Không được rồi. Mình không đủ sức. Mình sẽ hỗ trợ cho cậu. Tụi mình có thể làm cùng nhau. Lại gần hơn đi. Thật là thất bại. Dùng sức mạnh Mario thì sao nhỉ? Vì lý do nào đó mà nó không hoạt động ngoài đời thực. Nhìn này, đây là lối thoát nè. Oh yeah. Yeah, tụi mình có chỗ để trốn rồi. Đây là hộp của mình. Của mình mà, cậu chọn cái khác đi. Không, mình để ý tới nó trước mà. Buông ra đi. Không được. Oh, thật à. Vậy thì ngủ đi nha. Chuyện nhỏ thôi. Mình an toàn rồi. Để xem cô đi lai tới đâu rồi nào. Gần xỉu luôn. Đất đây vẫn còn ngủ. Phải giúp cậu ấy một tay mới được. Mình không thể bỏ rơi cậu ta. Đứng yên nha. Ổn rồi. Ở yên trong thùng nha. Nhiều hộp quá ha. Mình chọn cái nào trước đây nhỉ? Cái trên cao nhất. Chuẩn bị phá banh nó nào. Ôi là trời. Ôi yeah. Lại nào. Ôi là trời. Ôi yeah. Lại.
lại đi mà. Thời cơ tốt nhất đây rồi. Ai trốn ở trỏng vậy? Tiêu đời mình rồi. Khoan đã, mình nghe có tiếng ngáy. Tin nhắn. Bạn thân của mình đang gặp nguy hiểm. Mình phải đi cứu cậu ấy thôi. Có người đang ngủ say. Để xem là ai nào. Hả? Không, mình phải làm sao đây? Thức dậy đi. Đốc đây, đây không phải lúc thích hợp để ngủ trưa đâu. Mình sẽ đánh thức cậu dậy, cố lên. Ồ, bài hát mình thích. Ồ không, không phải bài hát này. Mình không thể kiểm soát được. Hên ghê, có tác dụng rồi. Chào buổi sáng các cậu. Ủa? Này, làm ơn đừng mà. Đấy rồi nha. Thật là su cà na. Thêm một tác phẩm nữa trong bộ sưu tập của mình. Chuyện gì nữa đây? Mình phải chộp lấy cơ hội này. Phải ra ngoài thôi. Ủa, cô ấy thấy mình rồi. Cố trốn thoát à? Đã vậy thì tất cả tụi em sẽ trở thành gấu bông đi. Không không không. Giờ thì trốn ngõ nào nữa. Giờ mình phải chạy thoát thân thôi. Không được. Mình không thể nào trốn trong mấy chiếc hộp này. Phải làm gì đây? Chỉ có một lối thoát duy nhất. Xin lỗi nha chuột con, không còn cách nào cả. Mình phải làm vậy thôi. Em đang trốn ở đâu vậy mèo con? Ờ ha, thấy em rồi nha. Ồ, sao run rẩy vậy? Không. Phải có cửa mới chịu. Có ai không? Hả? Chuột á? Mình ghét chúng. Chuột là đồ phá hoại. Giận tím người rồi đó nha. Còn chiếc hộp cuối nữa. Chuyện này thật sự đã kết thúc rồi à? Hết nát, chuyện gì vậy? Mau lên, cậu ấy cần giúp đỡ. Tự cứu lấy mình đi. Này mấy cậu, có ai trả tiền cho tôi không vậy? Hy vọng là nhiêu đây đủ rồi. Tôi không dung nạp được cà rốt. Trả bằng tiền đi. Được rồi, cầm lấy hết và đi đi. Thượng lộ bình an nha. Này, tụi mình gặp nguy hiểm rồi. Chuyện gì vậy? Sao mình lại thấy mình vậy? Các cậu có biết chuyện gì xảy ra với mình không? Hãy viết xuống phần bình luận nha. Chờ đã, mình biết phải làm gì. Đến giờ ăn rồi. Nhưng ta có nhiều thứ nghiêm túc cần phải giải quyết. Tụi mình cần tìm hiểu chuyện gì xảy ra ở đây. Kiểm tra mọi thứ đi. Này, mình ở đây mà, mấy cậu không thấy à? Mình chết ngay ngày sinh nhật à? Mỉa mai thật. Các cậu, mình đây này, mình ổn mà, thấy không? Được rồi, họ không nghe thấy mình. Có vẻ như mình không chạm vào vật sống được. Nhưng mình xử được. Đây, tốt hơn rồi. Tìm. Mấy cậu nhìn này. Là tin nhắn của Khát Náp. Ô không, ai đó đã giết cậu ấy rồi. Mình sẽ thử. Dừng lại. Ta cần nghiêm túc hơn đấy. Làm mấy trò ngớ ngẩn đủ rồi. Mình phải tự mình làm hết thôi. Không ai được rời khỏi hiện trường vụ án. Ta phải tìm được hết manh mối. Tuyệt. Ồ. Ờ, đất đây. Cậu lại như vậy nữa à? Giúp mình đi mà. Sao họ không thấy mình được vậy? Mình giúp mấy cậu ấy thế nào đây? Ồ, điện thoại của Hoppy. Cậu bỏ lỡ một manh mối. Này, chán thật. Ồ, chắc là sẽ được. Wow, chờ đã. Tuyệt, phát hiện được rồi. Là ảnh của tụi mình nè. Hoppy, điện thoại của cậu. Để xem thử nào. Không có gì đáng nghi cả. Này, nhìn đi.
Nhìn mình chả ổn chút nào. Cậu ấy lo lắng chuyện đó hả? Mình phải xóa ảnh gấp thôi. Cậu không thể xóa bằng chứng được. Cậu chính là nghi phạm. Đùa kiểu gì vậy hả? Mình nghĩ cậu là tên sát nhân đấy. Mình biết chuyện gì thật sự xảy ra rồi. Ồ phải, giờ thì vũ khí xịn sò của mình đã sẵn sàng. Không ai có thể chống lại nó. Mình chỉ cần làm cho nó ít bị chú ý đi. Tuyệt vời. Không ai đoán được ống kính này thật ra là súng cả. Thử xem nào. Bắn trực diện. Xuất sắc. Quả là kế hoạch hoàn hảo. Chụp tấm ảnh đám bọn tôi đi. Được thôi. Tuyệt vời luôn. Chờ chút đã. Đừng có quên cây nến. Thắp lên nào. Ok rồi. Xuất sắc. Cười nào. Thêm bức nữa. Ô không, khách nát đáng thương. Vậy cậu ấy đã làm thật à? Chuyện vô lý gì vậy? Chỉ là cái điện thoại bình thường thôi. Chụp một bức đi. Cậu ấy muốn giết mình. Đưa đây. Bấm đi. Này. Ô không, mình biết mà. Cậu là tên giết người. Ngừng lại. Thấy chưa, chả có gì cả. Kỳ lạ, chuyện gì xảy ra với cậu ấy? Chói quá à. Rõ rồi, cậu ấy chỉ tự mình bị quán thôi. Nhưng vậy thì ai là sát nhân? Có khi nào là cậu? Nói tạm biệt cuộc sống này đi. Mình thấy không khỏe. Mình biết là cậu ấy mà. Mình không có làm. Thú tội đi, mình biết hết chuyện gì đã xảy ra rồi. Cậu đợi thời điểm thích hợp. Và khi mọi người mất tập trung, cậu đã giơ tay và làm khách nát bất tỉnh. Mình thật là cáo già quá mà. Khách nát, cậu bị sao vậy? Cậu đang nói gì vậy? Có cách nào giải thích khác không? Kiểm tra túi mình đi nếu cậu thích. Cậu lấy thứ này ở đâu ra vậy? Cậu là ảo thuật gia à? Wow, để mình thử. Ai lại bỏ kẹo trong túi mình chứ? Trả lại đây. Chờ đã, chắc hẳn có thứ gì khác. Bánh vòng. Rỗng à. Chả có vấn đề gì. Mình còn có kẹo dẻo. Bỏ tay ra. Kẹo dẻo của mình mà. Thứ mình giấu là cái nhẫn này. Wow, cậu lãng mạn quá nhỉ. Cậu ấy muốn cầu hôn. Là cho mình thật à? Mình muốn cho cậu bất ngờ cục cưng. Vậy là không phải cho mình. Đồ phản bội. Nay là ngày hạnh phúc nhất đời mình. Nghĩ đi bạn yêu dấu. Để mình đọc cậu nghe truyện cổ tích nha. Ngày xưa ngày xưa. Đừng có chen ngang. Thú vị ghê. Để khách nát yên giấc đi. Chờ đã. Mình nghĩ mình biết ai là tên sát nhân rồi. Đến đây. Đừng có lừa mình bằng mấy câu chuyện cổ tích. Cậu giết khách nát có phải không? Mình đã không nghi ngờ cậu ấy. Không lấy được mấy miếng bỏng ngô nữa. Đủ lắm rồi. Cũng được rồi nè. Tiếp đi, xin đó. Thú tội mau. Cậu không tự dưng cứ cắn móng được đâu. Cậu chắc chắn đã mài bén nó và cắm vào lưng của khách nát. Không. Thật kinh khủng. Mình còn không tưởng tượng nổi. Mình không có làm. Nghiêm túc hả? Mình mời một đứa điên đến nhà đấy à. Cậu không thoát tội được đâu. Nếu không phải thì giơ tay ra cho tụi mình xem. Xin lỗi, mình sẽ rửa sạch sẽ. Yêu, gớm quá đi. Cái gì, chỉ là bơ đậu phộng thôi. Múc tay ăn ngon hơn. Cứ tự nhiên đi. Cậu ấy điên thật. Mình không phủ nhận. Điên thật. Không không, đây là manh mối. Chào buổi chiều, chủ tiệc sinh nhật đâu rồi? Đợi chút. Dậy đi. Tình huống khẩn cấp. Thôi nào. Gì vậy? Xin chào, xin chào. Chào khách nát, mình mang cho cậu quà này. Ngừng lại, để cùng với mấy món khác đi. Để mình giúp, cảm ơn. Vậy cậu có vui không? Dừng, cậu không vô được đâu. Đây là tiệc đồ ngủ đó. Phải phải, mình biết ngay mà. Mình chuẩn bị trước rồi. Mình sẽ nằm với mấy cậu. Đây là việc mình không muốn nhất. Ra khỏi tiệc của mình đi. Này, wow, được kìa. Mình sẽ cho cậu ấy thấy. Này, nón của mình. Ai làm vậy? Nói mau. Cậu cũng có thấy được đâu. Ngại quá đi. Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Mình sợ đó. Tìm tên sát nhân đi. Mình quay trở lại thân xác rồi nè. Này cậu. Không, có vẻ như nhà này phát điên rồi. Dừng lại đi mà, để mình ăn xong đã. Mọi người trốn đi. Mình sẽ lên đồng đây. Có vẻ như có con ma trong ngôi nhà này. Bắt đầu thôi. Phải rồi, mình nghĩ mình thấy rồi. Cậu ấy mất trí rồi à? Cuối cùng, con mắt nhìn thấu mọi thứ sẽ nói ta nghe tất cả. Đừng có hù mình mà. Được rồi, ta sẽ liên lạc với hồn ma. Đây không phải đồ ăn. Có ai đấy không? Cái
bạn nói là không. Vậy ai trả lời? Ồ thì quả cầu kể ta nghe chuyện đã xảy ra. Tuyệt, cuối cùng thì đã đến bữa tiệc. Mình đã đợi rất lâu rồi. Ừ, sao mà mấy thứ này đều làm mình khó chịu vậy? Tại sao mọi thứ không thể như mình muốn? Con ma không thích như vậy. Khách náp sẽ không để cậu ấy yên đâu. Cậu chỉ khiến việc tệ hơn. Gì mà ồn ào vậy? Là đất đây. Trả lại đây, của tôi. Bình tĩnh, cả hai người. Tôi thắng nha. Đi đi. Hay á, có gì kìa? Đâu? Lừa thôi. Có vẻ như đi rồi. Mình nghĩ mình hiểu rồi. Con ma giận dữ, chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp. Và khi ta đang chụp ảnh, nó đã giết khát náp. Ừ, nghe có lý đấy. Tất cả sự việc thật sự là như vậy sao? Mình không biết, mình chả nghĩ được gì cả. Tiếp tục việc tìm kiếm thôi. Rõ ràng là ta bỏ qua gì đó rồi. Ta cần manh mối. Wow, nhìn này. Cái này ở trên bánh, hẳn rồi. Thợ làm bánh làm nó. Bánh của cô đây. Chúc ngày tốt lành. Này, có ai tiếp tôi không vậy? Cô muốn lấy cái nào? Không phải thứ này là được. Chờ chút, tôi sẽ lấy cái ngon nhất cho cô. Thử xem. Yêu ơi, cô đang cố đầu độc tôi à? Tôi bảo là ngon nhất. Thật khó khăn quá. Dạ, tôi sẽ dạy cô bài học. Cô sẽ không làm hỏng bánh của tôi được nữa đâu. Của cô đây. Tốt hơn rồi đấy. Giờ ta cần phải biết sự thật từ cô ấy. Xin chào, tôi nghe đây. Này, tôi đang ở đâu vậy? Cứu tội đi. Cô đầu độc khách náp phải không? Cái gì? Chỉ là kem thôi mà. Thấy không? Ồ, ngại quá đi. Tha cho tụi tôi nha. Oops. Tạm biệt. Đúng là một đám điên khùng mà. Tụi tôi sẽ tịch thu bằng chứng. Ngon. Đi đi. Vào ngõ cụt rồi. Này, nhìn kìa. Có dấu chân ai đó ở đây. Chúng chắc hẳn dẫn ta tới chỗ tên sát nhân. Không có thời gian ăn đâu. Ta đang tìm kiếm đấy. Theo mình. Đi nào. À ha. Mình thấy ta tiến gần lắm rồi. Người giao hàng, chắc luôn là anh ta làm đó. Không nhúc nhích tên sát nhân kia. Ngươi giấu vũ khí giết người ở đâu? Mấy cậu muốn gì từ tôi? Và tiền đây này, chắc chắn là hợp đồng giết người. Gì đây? Mình biết mà, là danh sách nạn nhân. Chắc chắn hắn đang âm mưu trả thù. Và một trong số chúng ta là người tiếp theo. Tạm biệt. Khách náp đáng thương. Đớt đây. Thả tôi ra. Đơn hàng của cậu. Cái gì? Không đúng. Chỉ là danh sách khách hàng thôi. Thấy không? Tôi giao đồ ăn mà. Chà, ai mà không mắc sai lầm. Cậu ấy đáng nghi quá đi. Này, thật ra là của tôi mà. Trả lại ngay. Tôi chưa ăn xong mà. Tiếp tục tìm kiếm thôi. Ai mới thật sự là sát nhân? Ta không có lấy một manh mối thật sự nào. Cục xương, các cậu, nó gây chết người. Chỉ là cục xương thôi mà. Được okay. Thôi, và còn đồ ăn khác thì sao? Thậm chí đồ ăn mèo cũng nguy hiểm. Này, của mình. Có gì đó bí ẩn đang xảy ra ở đây. Đồ ăn như họ còn không chừa lại đồ ăn. Ta không thể làm nếu không có biệt đội săn ma. Có ai đó gọi tôi phải không? Mình hy vọng họ có thể giải quyết hết. Chia miếng cái coi. Cuối cùng thì tôi đây rồi. Vào việc thôi nào. Bật máy quét lên. Ô không, đe dọa mức độ 5. Đúng là ác mộng mà. Hiểu rồi. Ô không, là yêu tinh. Đừng hoảng. Ta sẽ dùng muối. Không có tác dụng đâu. Ngon. Ta bắt đầu đi. Ô không, hồn ma không thích như vậy. Chờ đã, cộng sự. Cái gì? Họ thật kỳ quặc. Mình biết mà, chỉ là mấy kẻ lừa đảo bình thường thôi. Bộ phim thanh xuân của ta. Tôi bắt được rồi, xong việc. Thật luôn. Làm việc tốt đấy. Đáng kinh ngạc thật. Thật buồn cười. Ta hiểu mà. Cha, cộng sự. Biệt đội săn ma. Hãy ra khỏi đây thôi. Tôi sẽ lấy cái này. Ngoại chất còn sót lại. Họ ăn nó hả? Gớm quá đi. Mình không biết phải làm gì. Hẳn có ai đó còn ở lại. Đớt đây. Gọi cấp cứu đi. Chuyện gì với mình vậy? Mình vui lắm. Nghe này, ta phải rời khỏi đây thôi. Mình phát chán thế giới linh hồn này rồi. Ừ, nói đi, mình ghi âm lại. Này, tỉnh dậy đi, đất đây. Không được rồi, đánh mạnh hơn đi. Không cần, để cho người có chuyên môn xử lý.
Xem nào, hơi thở cậu ấy yếu rồi. Cái gì có thể giúp đây? Ồ, không không, không phải vậy. Lẽ ra mình không nên cúp học mới phải. Ồ, cái này có thể giúp được nè. Này, cuốn con, xương kìa. Mình sống lại rồi. Các cậu, ta vẫn có thể cố cát nát. Cậu ấy, cậu làm được mà. À, chiu, thất bại rồi. Vậy đó, ngày mới tốt lành nha. Và giờ là ai đây? Ồ, ngày gì đây? Mình sẽ cứu cô ấy. Sốc điện. Lại. Có gì đó mắc vào răng. Cái này có khi sẽ được nè. Này mèo con. Tùy cô thôi. Đớp đây, sao cậu dám hả? Ao. Tuyệt, mình còn sống nè. Tụi mình lo lắm đấy. Kể tụi mình nghe chuyện gì đi. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá. Ồ, cảm ơn. Đơn giản là mình thật sự thích anh trai giao hàng. Mình không muốn khiến bản thân xấu hổ trước mặt ảnh, nên mình định là kiểm tra hơi thở. Nhưng mình quên mất vũ khói của mình và bất tỉnh. Khát nát. Vậy nên không có gì phải lo đâu. Chán thật đấy. Vậy thôi, được rồi, khát nát.